Thôi à? Mà tao thấy mày tập ngay vừa mệt mà lại chả được ích lợi gì cả. Sao tao thấy mày suốt ngày tập thế? Sao lại không được gì? Tập cái này ấy, vừa giúp tăng chiều cao, có thêm sức khỏe, dáng người lại đẹp nữa. Như thế con gái nó mới thích. Thật á? Thật chứ sao không thật. Đa số con gái bây giờ ấy đều thích đàn ông cơ bắp này, ngực nở này, dáng đẹp này. Chứ cái loại béo như mày thì... Thì bây giờ tao phải làm gì bây giờ? Thì chăm tập thể thao, giảm béo đi chứ làm cái gì. Có khi phải thế thật. Nhưng mà tao thấy ngực tao cũng nở mà. Đây này, tao xem nào. Ngực cũng nở phết nhỉ? Như người con gái. Chết tao rồi. Tại mày cả đấy. Tao có biết đâu. Ui, mày nhìn thái độ của em Phúc xem. Chắc chắn là giận tao rồi. Sao thế? Phòng em Phúc khóa cửa từ sáng giờ. Chả biết em ấy đi đâu. Thì em ấy đi đâu là việc của em ấy chứ. Liên quan gì đến mày đâu mà cứ... Sao lại không liên quan đến tao? Người yêu tương lai của tao, tao phải quan tâm chứ. Tao chả biết người yêu tương lai của mày là ai. Nhưng mà bây giờ đi chợ nấu cơm ấy thì là lệch của mày. Tao đến đưa tao rồi á? Thôi rồi, tao đi đây. Nắng nóng thế này mà lại phải đi. Cứ gì ông xả đây. Tăng đấy à? Đi đâu cả sáng rồi về đấy? Tao đi chơi. Mà mày đi đâu ấy? Tao đang định đi chợ. Tao nhờ mày chút việc được không? Cũng được. Sẵn tiện tao mặc quần áo này, hay mày đi chợ giúp tao nha. Chứ tao mặc quần áo bây giờ hơi lâu. Thế cũng được. Mày đi giúp tao nha. Ok, để tao đi cho. Mà ăn gì nhở? Như mọi khi. Ok. Đến đâu mà không thích làm hải vị. Thịt ạ? Dạ, anh định mua bao nhiêu tiền? Em định mua 30.000. 30.000 à? Thịt đây! Thịt chị đi em ơi! Em ơi, thịt chị nào? Lên em ơi, thịt chị nào? Em ơi, thịt chị đây! Lấy miếng nào? Thịt chị ngon đấy. Nhưng mà này em ăn chay. Ăn chay vào đây làm sao? Rau này thì bao nhiêu nào? Em ơi! Thịt chị đây! Nào thịt chị nào? Đứng lên! Thịt chị đi! Chân mình đây xem bao nhiêu tiền? Những này à? Thế nhá! 50! 50.000 ạ? Ờ! Thế thì chỉ cắt em 20.000 thôi. Ít thật thôi! Đây! 20 này! Gói cho em cái miếng này với. Miếng này á? Chị gói, chị cho cả miếng nữa 50.000, miếng này 20.000 thì miếng này 30.000 đúng không chị? Thế thì em biết tiền. Thank you.
Thật anh thì hôm nay đã chỉ cho em mấy chiêu đi chợ nhá. Mà sao anh giỏi thế? Anh có giỏi đâu. Cơ bản đi chợ nhiều người quen đấy. Mà anh ít khi trả giá mấy cô bán rau lắm. Tại vì người ta vất vả, với lại cũng chẳng được bao nhiêu ấy. Anh chỉ đề phòng mấy bà bán thịt lợn thôi. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhá. Mà thôi em lên phòng đi ạ. Này, vợ ơi, mày vừa đi chợ với em Phúc về đúng không? Ờ, đúng rồi. Em mới nhờ tao đi chợ cùng. Sao đây? Mày có tán tỉnh gì mày hôm nay? Điên rồi, tán tỉnh cái gì? Điên gì mà điên. Tao nghi lắm đấy nhá. Nghi cái gì? Mày bị hâm à? Thôi, tránh ra. Tao bây giờ nấu cơm một chiều đi học. Đúng là cái chuyện điên. Mày đang nấu cơm ở ngoài kìa. Thật á? Thật. Tao phải làm gì bây giờ? Làm gì kệ mày chứ. Tao phải thể hiện với mày mới được. Tại sao? Mày về trước đi, tao đi đây. Chào anh ạ. Em đi đâu ấy? Em đang định đi chợ. Thế á? Anh cũng đang chuẩn bị đi chợ này. Mày là thằng bạn tốt nhất của tao. Lúc sáng mày đã đi chợ thay tao rồi. Bây giờ tao sẽ đi giúp mày. Cũng được. Ui thế ạ? Thế thì tốt quá. Đi thôi em. Nhưng mà anh ơi, em mua cho em 2 quả cà chua với ạ. Thì tiện thể đằng nào anh cũng đi chợ mà, anh mua cho em giúp 2 quả cà chua nhá. Đúng không ạ? Được. Em gửi tiền anh luôn ạ. Em cảm ơn anh nhá. Thôi. Đi chợ vui vẻ nhá. Đi anh em về đây. Xin chào các bạn, mình là Tiêu Ngọc. Các bạn vừa theo dõi tập 4 của series phim Xóm trọ bất ổn. Và trong series phim này thì mình rất là vui khi được vào vai cô con gái của chủ nhà. Và nếu các bạn thấy hay và yêu thích thì nhớ like và chia sẻ cho tụi mình nhé.